Hello, xin chào các bạn. Rồi hôm nay mình sẽ làm cái chủ đề về nấm mốc ở trên tấm thớt nhà mình sử dụng như các bạn. Thì cái tấm thớt này ở nhà mình đã để một thời gian lâu không có sử dụng đến, ở trong cái môi trường ẩm thấp, và mình đã phát hiện một số nấm mốc nó đã sinh sôi nảy nở trên tấm thớt này. Các bạn hãy nhìn xem này, mặt trên, mặt dưới và các cạnh đều có. Nên mình sẽ quan sát xem trong nấm mốc nó như thế nào. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng một cái con dao để lấy mẫu. Mình sẽ cạo những cái nấm mốc ở trên cái thớt này vào cho cái tam kính nha các bạn. Thêm một ít nước cất vào để cho dễ nhìn các bạn. Có nước thì mình sẽ dễ quan sát dưới kính hiển vi hơn, thì khô thì mình sẽ không có quan sát ở cái độ phóng đại cao được. Thêm vài giọt nước cất vào. Đây là hình ảnh nấm mốc quan sát với kính hiển vi. Đầu tiên mình sẽ sử dụng độ phân giải thấp nhất là 40 lần. Như các bác nhìn thấy cái nấm mốc này dưới kính hiển vi nó nhìn giống như những cái đám bụi bẩn cặn bã mà mình sử dụng nước hay mình sử dụng trong cái giống như môi trường chất lỏng, là mình sẽ thấy nó thường thường nó sẽ nằm ở dưới đáy. Nhìn nó cũng giống cái đám rong rêu à, đám rong rêu mà nó bám vào cái nơi ẩm mốc đó, thấy không? Tăng độ phóng đại lên 400 lần thì mình sẽ thấy rõ hơn. Rồi đây các bạn thấy những cái chấm nhỏ 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 giống như những cái trứng, đó chính là bào tử nấm đó các bạn. Bào tử nấm này nó rất là nhỏ nha, rất là nhỏ và nhẹ, có thể phát tán dễ dàng trong không khí. Nên nấm mốc là cực kỳ lây lan nhanh đấy các bạn. Nếu mà mình ở một cái chỗ trong gia đình mình hoặc một nơi nào đó mà có nấm mốc rồi, thì khi một cơn gió nhẹ thổi qua thôi là những bào tử này sẽ phát tán trong không khí và bám vào những cái vật thể khác, và sinh sôi nảy nở ra những nấm mốc khác. Nấm mốc này là sinh sản đơn tính nha các bạn, từ cho nó sẽ phân đôi nhân chia và sinh sản ra một cái nấm mốc mới. Các bạn nhìn thấy từng chùm giống như trứng không, giống như những quả trứng của cái con ốc không, những con ếch vậy trên sông không? Nhìn kỹ bạn sẽ thấy nó có di chuyển đồng đầy đâu, từng chùm rất là nhiều luôn, hàng ngàn hàng triệu cái bào tử trong một cái đám nấm mốc là nhỏ thôi. Đây nữa này, các bạn nhìn thấy không, rất là nhiều luôn, bào tử quá là nhiều bào tử luôn. Nấm mốc này nó chỉ có thể sinh sôi để nở trong cái môi trường ẩm ướt, có nước hoặc là có hơi nước, nên nó dễ dàng bị tiêu diệt trong cái môi trường khô ráo. Nên mình nấm mốc này mình để hạn chế nó phát triển thì cái cách đơn giản nhất là mình sẽ giữ cho những cái vật thể mình sử dụng hàng ngày nó khô ráo là được rồi,
khô ráo sạch sẽ là sẽ nấm mốc nó không phát triển các bạn, nó sẽ chết ngay. Hồi nãy mình nhỏ một cái giọt nước vào trong cái nấm mốc này, những cái giọt nước nó đã hút vào trong nấm mốc, nó đã cạn hết nước này. Thì nấm mốc này nó có nguy cơ là sẽ sống trở lại đấy, tại vì cái thớt mình để lâu thì nó đã chết khô rồi, nó không có nấm mốc này nó không có còn phát triển nữa, nó đã chết khô mà vẫn còn bám lên thớt mình thôi mà nó không phát triển nữa. Nhưng khi gặp cái điều kiện nhận lời nước á, trong thời gian ngắn nó sẽ sinh sôi nảy nở trở lại, sống trở lại, nó chưa chết hết rồi. Nấm mốc này nếu mà mình không cẩn thận mà ăn phải hoặc nuốt phải cái nấm mốc này thì sẽ gây ra triệu chứng ngộ độc nha các bạn. Triệu chứng nhẹ nhất chúng ta là sẽ bị buồn nôn, nhức đầu, khó chịu trong người và mình nổi những cái mẩn ngứa giống như là mình bị dị ứng nè. Còn triệu chứng nặng hơn nếu mình ăn phải những cái nấm mốc này nhiều, hết phải nhiều thì nó có thể gây ra những cái suy thận, suy nội tạng và hậu quả nặng nề hơn. Nên mình cẩn thận cái vấn đề vệ sinh trong cái vật dụng gia đình mình nha các bạn. Đây là phóng đại 1000 lần thì các bạn nhìn thấy rõ hơn, nhìn nó giống như cái trứng không, giống như những trứng cá hay những cái trứng ếch, trứng gì đó, những theo từng chùm mà. Nếu nhìn kỹ các bạn sẽ thấy là đó, những cái bào tử nó đang động đậy. Cái này là chỉ cần một gió thoáng qua thôi, nhẹ ra thôi là nó phát tán ra đầy trong không khí, là lây lan nảy nở, sinh sôi nảy nở rất là nhiều, rất là nhanh luôn. Hằng ngày chúng ta hít thở trong không khí thì vẫn có những cái bào tử nấm mốc cũng như những cái bụi bẩn, vi khuẩn lơ lửng trong không khí. Với số lượng ít thì cơ thể chúng ta có hệ thống tự bảo vệ, không gây hại gì mấy. Nhưng nếu ăn phải hoặc nuốt phải với số lượng nhiều thì chúng ta sẽ bị ngộ độc, bị ảnh hưởng sức khỏe. Này, các bạn để ý kỹ nha cái vấn đề này nhé. Nhất là những cái nhà sử dụng hai máy lạnh các bạn, một là máy lạnh, hai là các bạn hơi nước á, hơi ẩm nó nhiều, hơi ẩm nó cao trong phòng các bạn. Thì ngoài những cái thức ăn mình ra thì những vật dụng mình sử dụng, đồ điện tử rồi nó cũng có nấm mốc nè. Kỹ các bạn thấy nè, nó đang đồng đầy đây các bạn thấy không? Độ phân giải cao hơn này các bạn sẽ thấy được cả vi khuẩn ở trong đây luôn á, tại vì có bào tử kết hợp với nước. Sống một thời gian đủ lâu là sẽ có vi khuẩn sinh sôi để nở rồi, nhưng mà độ phân giải này mình nhìn không thấy rõ. Mình giải được tế bào tử không thấy được tế vi khuẩn nha bạn. Nước mình là nước sạch, mình nhỏ vào cũng không có vi khuẩn trong đó. Video này mình xin kết thúc tại đây. Các bạn thấy hay hãy bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.